Đây anh em này, nét 1 tốc độ 200m. Đấy, sử dụng speed test để test. Gói này 220.000. Download Aplon 114. Con DC sắt lớp đi. Ừ, sắt cột luôn. Thuận tiện cái dè. Gà nhỉ. Xin chào anh em nhé. Đây là một cái video mà tôi với lại đứa cháu là đi triển khai gói net một, gói super net 1. Thì cái gói super net 1 này thì là gói cước của nó là 220.000 một tháng. Và được trang bị là một wifi chính và một cái con home wifi. Đấy. Thuê vào này thì cách cái hộp cáp cũng độ 200m. Hơn 200m. Đi bên này. Đây anh em, phải lội qua mấy cái bờ ruộng này. Cái gói cước SuperNet 1 này thì cũng tương tự như cái gói Net 1. Tuy nhiên cái này tốc độ nó cao hơn, với lại cái tiền của nó cao hơn so với cái gói Net 1 thôi, tốc độ còn cao lắm. Lúa. Ây da. Mẹ. Toàn kéo dây như này bỏ mẹ. Đây nhá, đi thẳng theo cái đường cột điện này. Ném qua đây. Trời thì đang mưa nữa chứ. À. Vâng, xuất kéo cái dây qua. Vâng.
Hết thế này. Ngay lập bắt đầu giấy. Ngay lập bắt đầu giấy. Nó đang bị vướng linh tinh. Con phải ném vòng qua cái dây khật đó đi. Cái dây. Dây ném qua cái dây này. Nên đi cho con. Mẹ con. Đây, kẹo nữa. Còn đứng một rôn rồi. Nắt, lấy thành chỗ. Rôn vào thì nếu mà nó khó. Ơi, nó đẹp lạc quá. À phết. Đéo đi xe mất leo chăng? Cu ơi. Con đi xe mất leo chăng? Đi đi lại cật nước đi, mất leo. Mất leo hai leo dây á. Ờ, hai cái cột rửa nên leo mẹ. Ui. Nó trườn lắm anh ạ. Kéo trời nó đang mưa nữa chứ. Căn bản ở trong này là nó địa bàn nó xa ấy. Nó xa lắm. Cách trung tâm phải 30 cây cơ. Cho nên cứ khi nào mà nhân viên đấu lên là phải vào đây mà làm thôi. Hết cách. Đây anh em thấy không? Kéo bục mặt này rồi. Rồi này. Gật hết rồi. Đây, cách hai cái khoảng cột nữa là đến tủ cáp. Ui ôi, cái đường này. Ở nông thôn thì mấy cái cột này nó dễ kéo hơn nhưng mà nó tủ cam nó xa anh em nhá. Cho nên có
đi xử lý sự cố hoặc là đi triển khai mới thì rất khó khăn. Với lại tỷ lệ nó đứt cũng nhiều đấy ạ. Thay đổi hạ tầng rất nhiều. Ở thành phố thì cái khoảng cách từ hôm này sang hôm kia thì cách nhau nó ngắn thôi. Nhưng mà tủ ở nông thôn thì nó rất là dài. Ở đây địa bàn này của tôi là tôi đã lên hạ tầng rất nhiều rồi đấy. Nhưng mà nó vẫn còn xa như này. Còn có nơi kéo gần cây số. 1, 2, thứ 3 đấy. Lúc nãy không phải là 200m đâu. Thứ 3 này phải xa đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 khoảng cột. 400m. Tính đơn giản đấy thôi. Ây à. Đeo lên mất leo đó. Này. Còn là leo để hạ cột đi. Khi em làm lại cột nằm chốt. Hàng chốt. Hàng hạ cột chốt, hạ cột leo ấy. Cột đi, con leo đi. Có kim không? Có kim chưa? Khi đưa cột nào mày quẹ em lại lại. Hàng hà cột leo đi. Hà cột leo. Hà cột leo. Em là còn là cột còn nằm chốt đi hay. Ờ. Chốt phát chẳng lệ. Đéo. Mùa này thì cái nước ở đây rất là nhiều. Mùa mưa mà. Mùa hè. Mưa rất là thịt. Hắn búc thì con chốt đi. Chốt đi cho nó thế. Băng hẳn đang. Chốt huế đi hay. Đây làm chéo. Này rất cẩn thận. Mưa này nó nguy hiểm.
Chiếc khóa con đỡ đo chưa? Cơm xéo hả? Chốt đang leo rồi.